Thưa quý vị, sau khủng hoảng ngân hàng, giá dầu là mối nguy tiếp theo của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Giá dầu sẽ tăng ngay khi cuộc cách mạng đầu đá phiến xét của Mỹ lắng xuống. Khi đó, các nền kinh tế hiện đang suy thoái sẽ càng gặp khó khăn. Phát hiện của Mỹ đối với dầu đá phiến xét tạo nên một cuộc tranh luận giữa các nhà phân tích. Có chuyên gia cho rằng việc bùng nổ sản xuất dầu đá phiến xét sẽ giúp giá dầu giảm đến 40% vào năm 2035. Một số chuyên gia khác lại cho rằng chưa biết dầu đá phiến xé có giúp tăng nguồn cung năng lượng hay không, nhưng việc giảm lượng dầu xuất khẩu từ các nước OPEC sẽ đẩy giá dầu tăng cao. Nếu như vậy, khu vực đồng euro sẽ gặp vấn đề về nguồn cung năng lượng. Vào thứ tư ngày 29 tháng 5, giá dầu thô có mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 1 tháng 5, sau khi viện nghiên cứu xăng dầu Mỹ công bố mức tồn kho dầu khô của Mỹ đã tăng lên 4,4 triệu thùng, mức này cao hơn dự đoán của Reuters 400.000 thùng. Theo một chuyên gia phân tích, giá dầu khó mà bền vững, vì phát triển dầu đá phiến là một tín hiệu khả quan, nhưng khó là giải pháp cho vấn đề giảm cung cầu từ các nước OPEC ông này cũng cho rằng giá dầu sẽ tăng trong vài tháng tới khi Arizona hiện vẫn chưa thể tăng trưởng trở lại như một số quốc gia phát triển khác giá dầu tăng sẽ càng là một mối nguy cho khu vực này